sinh cho tất cả các em. Đố các em biết là chị Nhung và bé Destin đang ở đâu nè. Đây, chị Nhung sẽ quay sơ nha. Các em sẽ nhìn thấy không phải là nhà ở quận 7 mà cũng không phải là nhà ở Hóc Môn đúng không nè. Đây là căn nhà mà đã gắn liền với chị Anh Phong và bé Suri 6 năm. Còn gắn liền như thế nào thì có dịp chị Nhung sẽ kể các em nghe nha. Bây giờ thì mình sẽ vào gặp một người chị Nhung nghĩ là các em sẽ biết đó là ai. Dạ bà Tư. Chào con. Đây, mọi người thấy ai quen không nè, không bà Tư. Tối nay chị Nhung với bé Destin sẽ ngủ ở đây với má Tư chị, vì sáng mai 4 giờ rưỡi sáng thì chị và Destin má Tư sẽ đi Long Hải, sau đó sẽ ghé qua Hồ Tràm. Bởi vậy hả, hôm nay chị phải ở đây và tranh thủ ngủ sớm. Má Tư skin care hết rồi phải không? Xong, má Tư xong rồi. Dạ, bây giờ chắc chị Nhung phải vào skin care để chuẩn bị ngủ để sáng mai dậy sớm nè. Thường mà chị Nhung đi chơi ngủ lại nhà ai không có tiền skin care 7749 bước thì chị Nhung chỉ cần đem theo máy chăm sóc da chuyên sâu dưới vô 2 của hãng Foreo là gọn nhất luôn á các em. Liệu trình dưỡng da thì chỉ tốn có 2 phút nhưng vẫn cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho làn da của chị. Hôm nay thì chị Nhung sẽ đắp mặt nạ Manuka Honey. Đây, chiết xuất từ mật ong Manuka. Manuka thì có nhiều acid amin phục hồi da và chống oxy hóa cho da. Hiểu nôm na là sẽ ngăn ngừa đi cái làn da bị sạm. Bây giờ chị Nhung sẽ đi rửa mặt đây. Mà chị Nhung nghĩ là chị Nhung phải chụp lại để một lát mình so sánh trước và sau khi mà đắp mặt nạ làn da chị Nhung nó thay đổi như thế nào. Ok, xong rồi nè. Chị Nhung đã set up máy sẵn hết rồi, bây giờ chỉ cần bấm nút ở đây là mình có thể sử dụng được rồi đó các em. Từ khi chị mua em dưới ô 2 này là tiết kiệm được kha khá tiền đi spa đó, vì máy có rất nhiều công nghệ chăm sóc da như ở spa luôn, mà liệu trình chỉ mất 2 phút thôi. Dùng xong, da mặt của chị được phục hồi sâu từ trong ra ngoài. Khi đắp, các em sẽ thấy đèn led được chiếu sáng. Có liệu trình thì phát nhiệt nóng, mở lỗ chân lông thư giãn. Có liệu trình thì phát nhiệt lạnh, rất đã giúp săn chắc da của mình. Mà chỉ sau 2 phút thôi thì miếng mặt nạ đã khô queo rồi nè các em. Đây, và các em có thể nhìn thấy da của chị Nhung nè. Khi mà mình sử dụng á thì mình sẽ thấy làn da của mình khỏe hơn, sáng và bóng hơn từng ngày. Chị Nhung mua em này, Thiên Thư thấy thích quá cho nên là cũng mua một em màu hồng y chang như vậy luôn. Nhưng mà đúng thiệt, màu hồng rất là đáng yêu. Xong hết rồi, bây giờ chắc chị Nhung phải tranh thủ đi ngủ để sáng mai còn dậy sớm để đi chơi nữa. Bye bye các em nha, chúc các em ngủ ngon. Mẹ con chào cả nhà buổi sáng nè. Má Tư cười tươi quá ta. Ổn định chỗ ngồi rồi thì bây giờ chị hướng dẫn viên bắt đầu nói về lịch trình cho chuyến đi hôm nay. Chị hướng dẫn viên rất là nhiệt tình nha, phát cho mọi người một cái nón. Các em có thấy không, bé Destin nội liền làm kiểu. 7 giờ là đến nơi ăn sáng do Tu đã đặt sẵn trước rồi. Chị và má Tư thì ăn hủ tiếu Nam Vang, Destin ăn phở, mỗi người được thêm một phần nước. Ăn xong rồi, chị và cả đoàn tranh thủ lên xe để đi tiếp. Yeah, khoảng 8 giờ là cả đoàn đến được bãi biển An Bình ở Long Hải rồi. Lúc này là chị tranh thủ vào thay đồ tắm cho Destin. Được trở về với biển phải nói là cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên. Hai mẹ con đùa giỡn thỏa thích. Hôm nay thì sóng không có mạnh lắm, êm ả thôi, nhưng mà nhìn sóng rất là đẹp mọi người ơi. Giờ hiểu tại sao nước biển lại mặt rồi. Đếp tin tạt nước chị nữa chứ. Lúc này là chị bị dơ đồ luôn đó các em. Bắt được con cua nè. Cua dễ thương quá ha. Dạ đi. Mình phải bỏ xuống nước cho nó cử động nha. Ok. Đó, nó cử động rồi kìa. Test đi, test. Thời gian để tin chơi, chị được má Tư chụp hình ở xích đu nè. Được nhiều hình đẹp lắm luôn á. Đây là bữa ăn trưa. Đầy đủ tôm mực cá hàu chưa ạ? Rất nhiều đồ hải sản cho bữa ăn trưa nay, chị thấy món nào cũng tươi ngon hết. Thì gia đình của chị đang ở khu vực Hồ Tràm. Ở đây thường là khách du lịch người ta sẽ đến đây nhiều, tại vì khu này là khu resort á các em. Một lát nữa chị sẽ quay lại cái cầu lớn nhất Đông Nam Á cho mọi người xem. Và chiều nay mình còn một nơi để đến nữa, mọi người cùng xem hết video clip ngày hôm nay nha. Ok.
đòi làm photographer cho chị với má Tư nè. Nhìn anh cũng ra dáng ghê ta. Dễ thương, bán đồ đi biển nè các em. Còn có dép đi biển nữa. Trời ơi, mấy này dễ thương quá à. Chị Nhung nghĩ là chị Nhung sẽ mua một đôi. Nhung thấy là đôi này dễ thương nè. Chị Nhung sẽ thử nha. Đôi này thì rất là hợp với cái bộ đồ chị Nhung đang mang. Đẹp quá. Đôi này bao nhiêu vậy em? Dạ 135 ạ. Trời ơi, nó nhẹ tinh luôn. Xách quá à. Ok, lấy chị đôi này nha. Rồi. Quá đẹp quá. Bây giờ chị Nhung đang đi tìm má Tư chị với bé Destin. Mọi người đang chụp hình ở ngoài cây cầu nè. Cây cầu này đẹp lắm các em ơi. Và đây cũng là lần đầu tiên chị Nhung đến đây á. Ủa, bé Destin ở đây đợi mẹ kìa. Lấy đây con. Chờ mẹ hả? Ok. Hơi nắng đúng không? Ok, đi nè. Bà Tư đâu? Đâu biết đâu, bà Tư đi chụp hình tà le. Chắc ở trên cây cầu. Chị dắt tay nhau lên cầu, các em có thể nhìn thấy cảnh quan ở đây rất là đẹp và đặc biệt là cây cầu dài lắm luôn á. Đứng đây chụp hình là quá tuyệt vời luôn. Mình đứng ở trên cao thì mình nhìn xuống biển rất là đẹp các em. Bé tìm thấy là cây cầu này có đẹp không? Quá đẹp rồi. Bây giờ chạy tới đỉnh nhất của nó coi nó cao cả nào. Rồi ok, con chạy đi. Ở trên nó còn một tầng nữa kìa, con đứng lên cao con thấy còn đẹp nữa. Rồi nó rất sợ té đá luôn. Trời ơi, bậy bậy. Rồi xong phim bậy rồi, bậy rồi. Và mình có thể ngồi đây để nghỉ ngơi khi mà mình mệt nè các em. Mấy đứa tin đã mệt rồi, mặt đỏ hết trơn rồi. Ở đây người ta đặt những cái viên đá để mình ngồi nè. Nhìn xuống là biển thôi. Rất là rộng lớn và mênh mông. Và bây giờ mình sẽ lên cầu thang để ngắm từ trên cao xuống nữa. Ai mẹ? Ủa, lên đây luôn hả? Trời ơi, lên đây, chụp hình mẹ. Sau một hồi lên cầu chụp hình vật vã thì bé Destin muốn mua đồ chơi cho nên là chị Nhung ghé vào đây. Ở đây có nhiều xe quá cho nên ảnh mê không chịu nổi luôn nè. Ở Sài Gòn không mua đồ chơi, vô đây mua đồ chơi ha, cho nó lạ ha. Vô đi con, vô đi. Rồi con coi đi, con thích cái gì? Rồi, cái tin thích cái nào? Ồ, đây là slam nè. Nhưng mà ở nhà ai làm slam cho con? Em để cái con hả? Súng băng nước. Súng băng nước hả? Con thích súng băng nước hả? Rồi ok. Ủa nhưng mà hồi nãy mình đi biển rồi mình không mua, giờ mình vô đây mình mua, giờ nhà mình chơi cái gì? Có bắt không không? Rồi ok, tính tiền nhanh nhanh. Con tưới nước cho cây đi. Bé Destin chơi liền luôn. Sau khi được chụp hình rất là nhiều ở cầu ngắm biển rồi thì bây giờ thì gia đình của chị được đưa đến chỗ trại cừu nằm ở Bà Rịa Vũng Tàu. Trời ơi, rất là nhiều cừu dễ thương luôn các em ơi. Phải nói má Tư là chụp liền cho chị một bộ ảnh thật là đẹp ở đây vì nhìn những em cô đáng yêu lắm luôn á các em. Nếu mà gia đình các em có đi ra Vũng Tàu á thì hãy ghé nơi đây nha. Đây là trại cừu. Chị Nhung đã chụp hình rất là nhiều ở đây rồi, thấy em nào cũng dễ thương hết. Không những chụp hình đẹp mà còn được ngắm những chú cừu thật là đáng yêu nữa. Hồi nãy giờ là bé Destin rất là mê luôn á, nhất là những cái em cừu nhỏ xíu á, nhìn dễ thương lắm. Bây giờ thì gia đình chị phải chuẩn bị về lại Sài Gòn rồi. Đây, ăn kem giải khát nha. Nè Destin. Lạnh quá hả? Nhưng mà ngon lắm em. Không nhận phải nói là trời nắng mà ăn kem rất là ngon. Trước khi đi một vòng ở trạm dừng chân Bờ Sữa Long Thành thì chị Nhung mua cũng khá là nhiều đồ ở đây. Và bây giờ thì gia đình của chị phải về lại Sài Gòn rồi. Hy vọng gặp mọi người ở video sau nha. Chúc mọi người